Ok, hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp cái game Plants vs Zombie đó chứ. Ok, bây giờ mình sẽ chơi tiếp tục cái màn tiếp theo. Lúc nào cái con cáo này là sao nhỉ? Thật Thật ra ra thì cái trong vòng màn này trong mình chơi mọi hiểu qua không? lâu dữ lắm luôn rồi. Mà tại cái phần mềm quay kia của mình á, thì nó bị lỗi cái gì hay sao không dừng lại được, nó cứ quay tới vậy, nhưng mà mình không thể nào mà mình kết thúc vụ quay được, cho nên là thời gian là mình cho nên là mình tắt nguồn mình mở lại, và thế là cái clip nó hư luôn, quá hay. Cho nên bây giờ mình sẽ đổi cái phần mềm quay khác. Phần mềm quay này thì nó cũng khá là tốt, nhưng mà có điều là thuộc dạng như là mình thấy là về cái phần thu âm thì nó không có được tốt cho mấy, như là việc thu âm tiếng súng trong game PUBG các bạn, thì cái việc thu âm tiếng súng của nó thì nó khá là kém, chứ không có gì chăng. Ok, hiện tại là bây giờ là 11 giờ 58. Thì sẽ có một số bạn thắc mắc là tại sao cái thằng này nó thức khuya dữ nhỉ? Thì nói thật với bạn luôn á là vào mỗi ban đêm á là mình, nói chung là vào mỗi buổi tối á là mình đều có một cái công chuyện nhỏ nhỏ phụ giúp gia đình. Nhưng mà có điều là bữa nào cũng gặp biến thì trễ, còn khoảng 11 giờ mấy 12 giờ đêm xong, còn bữa nào đó mình lỡ mình buồn ngủ mình kêu nổi mình chạy luôn á, nói chung là mình bỏ luôn, mình không có mần nữa, mình bỏ mình để lại cho mẹ cô dì chú bác mình nó mần á, thì có khoảng 2 giờ mấy sáng ok xong đó thôi, vậy thôi. Ok, hiện tại đây là chúng ta đang chơi vào thời gian đó là ban đêm, cho nên ánh nắng mặt trời khá là yếu. Bởi vì cây hoa hướng dương này nó cần ánh nắng mặt trời để mà nó sinh sản ra tiền. Đấy. Thì đây là mình làm khoảng mấy phút là mình sẽ kết thúc, để tránh cái tình trạng nó như hồi chiều. Hồi chiều mình quay mini video survival, quay xây được cái nhà xong rồi mình mới kết thúc video, mình tính để tập xong mình xây tiếp, ai ngờ đâu hư luôn. Quá hay. Mini war thì sẽ có một số bạn là phá là mỗi giá Minecraft thì sẽ không thích, tại vì nó thật luôn là mỗi một cái game nó có một cái đặc điểm, một cái ưu điểm riêng và một cái nhược điểm riêng. Giống hệt như là Mini War thì mình thích nó ở chỗ là nó có nhiều quái để mà mình chơi hơn, rồi nó có nhiều quái vật, nói chung là có nhiều quái để cho mình quýnh hơn, rồi có nhiều đồ, nói chung là có nhiều đồ đạc hơn vậy á, vậy đó, có nhiều đồ đạc hơn vậy thôi. Nhưng mà mình không thích nó ở chỗ đó, chứ là cái cơ chế hoạt động của nó giống hệt như là lúc mà quay qua quay lại nè, quay mặt quanh đây quay mặt quanh kia á, thuộc dạng như là mình cảm giác như là cái cơ chế hoạt động của nó đơ đơ sao vậy, bởi vì nó không có được linh hoạt cho Minecraft. Rồi game Minecraft thì mình thấy là cái cơ chế hoạt động của nó cực kỳ linh hoạt, từ cái việc chạy rồi quay sang trái, cái là quay mặt qua trái qua phải đó, mọi chuyển động đều rất là linh hoạt. Còn Mini World mình thấy nó đơ đơ thôi. Cái cây nấm này là nó không có không đồng, nó không đồng có nghĩa là không tốn tiền các bạn, mà nó bán đúng mạnh luôn. Bình thường á là mấy cái cây khác là zombie vừa bước vô là nó bắn rồi đúng không, mà con này là zombie phải đứng cách xa nó 2 ô, đứng gần nó mà phải cách 2 ô nó mới bắn, mà bắn chết luôn mới ghê đó. Đó là một điều phải nói là cực kỳ sốc.
đổi nhạc đâu ta. Trời ơi, quên mất nhạc. Lần lên xíu. Ok, hiện tại là cũng khuya ha, mình nói hơi nhỏ đi nhưng mà không có thu được á, nó thu vô nhưng mà không có gì không mà nó cảm nè. Ok. Sẽ cho chúng ta tiền y chang như cây quan hướng dương vậy đó. Quảng cáo làng quái thú. Nhưng xin lỗi nha, tôi tắt wifi. Quay. Đi rồi. Đấy. Thôi lấy đại cái nào đi. Dù sao cũng chả có xài. Cái cây nấm này thì nó ban đầu thì các bạn trồng nó nhỏ xíu à, thì nó cũng cho tiền các bạn ít nữa, nhưng mà một thời gian sau thì nó sẽ bự lên, thì nó sẽ cho các bạn ăn, nó sẽ cho tiền các bạn nhiều hơn vậy đó. Cái giai đoạn nhỏ xíu vậy thì nó sẽ cho các bạn mỗi một cái sao này là 15 đồng. Ai chà chà, bị lâu rồi nha. Được nhiêu phút? 17 phút mấy. Thank you.
Ok thì lúc nãy mẹ mình đi ngang, nói chung là mình phải ngắt xíu và sau đó mình quay tiếp. Vậy thôi. Và cái hồi nãy mình cũng có nói với mẹ mình rồi đó, là cho mình quay clip xíu. Mà tự nhiên bước vô hỏi hỏi là đã đánh răng chưa. Thật ra mình chưa đánh răng bạn. Thì mình tính làm xong mình đi đánh răng, mà ngặt cái là mẹ mình hỏi đánh răng chưa. Rồi mình cũng không biết là cái tiếng của mẹ mình nó có thu vô không luôn. Thiệt luôn, nó thiệt. Trong các số YouTuber tôi là cái thằng nhỏ nhất. Lần nào làm clip cũng bị phá chứ. Thiệt, mình thấy mình là cái thằng mà phải nói là xui nhất luôn. Bởi vì lần nào á, nói chung là mình có coi một số channel của các YouTuber khác á, là người ta làm clip và chơi, mặc dù á mấy người đó ta mới đâu được 2 3 ngày sub thôi, mà ta làm phải nói là không có cái tạp âm nào chen vô đó chân luôn. Mà trong khi đó tôi mỗi lần tôi làm á là tôi phải cắt, tôi quay, tôi cắt, tôi quay, tôi cắt, tôi quay á, cắt quay liên tục á. Ok bây giờ thì chúng ta phải đợi thôi. Trận đấu này hơi bị lâu à. Ok bạn ơi, gần cuối rồi. Bây giờ thì thuộc dạng như là chúng ta phải tiêu diệt thêm vài ba con nữa hay sao á. Sau đó chúng ta sẽ tới cái trận quyết định. He. Gần xong rồi, trời ơi. Thiệt lâu kinh khủng. Cái trận này lâu kinh khủng. Ok, con này nó đang ăn con này. Mày này, trời ơi. Rồi, trận cuối rồi. Ai hí. Hay quá, hay quá. Rồi, giải quyết một lần với tụi bay luôn.
Cố lên, cố lên anh em ơi. Cắm nó, đúng rồi, phải vậy chứ. Rồi còn con cuối cùng. Yeah. Xong. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi thêm một ván nữa và mình sẽ kết thúc. Rồi nó kêu mình mua cái này. Continue. Rồi. No. Ok, tất nhiên thì chúng ta sẽ phải lấy ba cái nấm này. À, gì đây? Bây giờ thì mình sẽ chơi nấm luôn các bạn. Không có chơi kiểu này nữa. Đó, vậy thì mấy con kia lấy giờ thuộc dạng cho có thôi chứ thiệt ra không có xài đâu. Chỉ xài nấm thôi. Nấm, nấm thôi nha. Xài nấm thôi chứ không có xài nha. Cái gì khác đâu. Giết nó đi. Giết nó. 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 Giết n
chúng ta đã được một con gì. Nói chung là cái con này là chúng ta sử dụng để mà ăn bia mộ. Chúng ta gì chăng á. Rồi. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nha. Ok, bye bye. Nếu như bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like. Còn nếu như bạn muốn theo dõi những video mới nhất mà mình upload á, thì mà các bạn ấn nhảy nút đăng ký và đừng quên bật cái chuông để mà nhận được thông báo sớm nhất. Ok, bye bye. Chúc bạn một ngày tốt lành. See you again.